trải nghiệm lòng thầm phi của mình và khách cứu giúp nhiều người bị mắc bệnh tâm và đẩy đưa họ trở về với cuộc sống đời thường. Bên cạnh đó, với sự trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, Linh Đồng luôn đi đầu trong các phong trào để đóng góp nghĩa ủng hộ các quỹ từ thiện ở địa phương, xây dựng các công trình phúc lợi như làm đường liên thôn, xây nhà tình nghĩa. Linh Đồng được bà con xóm làng yêu mến, trân trọng, lãnh đạo, tin tưởng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật thân thiện. Điều dịu dàng có trầu cách điều ôi dịu dàng quỳ dân thường là đi chém vàng khi xảy tay ý vẫn muốn mùa âm dương. Văn bình tao tòa thiên tay hội công đồng cô giá đại thiên nhiên yên tình mời thanh mẫu đệ nhất chúa tiên nè tặng phong chê thắng xe loạn mẫu ngư về vẫn các thương quê thủ dày vẫn các sa loan loan thanh gia hồi cung mẫu đệ thanh tiên văn cung tình mời mẫu đệ thanh tiên tích sử sinh thành chiến đồn để nhị chúa tiên nè cung thỉnh mời thanh mẫu đệ nhị địa tiên nè vốn xưa mẫu ngự trong đề đề song mà sơn nè trốn đôi ngang nghe cùng nơi phố cát na riêng một bầu gió mát na chẳng là thanh nè danh danh đôi nai mắt cảnh danh danh nghề lầu vàng hoa xanh thì thành buôn gió lần xa hồi cùng để tam chúa tiên nè cũng thỉnh mời cuộc mẫu để tam đê xích xích long tử tự đền để thoại sớm kết loan phòng kinh xuyên nga sớm kết đê loan phòng hè thảo mai tiểu tiếp mà ra lòng mà gieo giữ đinh chân nhang phần khởi xung thiên thượng đệ tử tiền thành hiện tại kim nô phong quạnh các nhân huân tự biên bán tập phương tích nhật ra du biển nạn cứu tai trương nam mô hương cúng giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma ha tát khai quang sông nhan thập kỳ diệu quang khai chính từ trung ngã tích tích tăng cúng giang kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung hương sơn thanh giá phúc mang đế đinh tôn quan
đứng phục mà bằng hình sa huy sát quỷ trừ tinh nghề chốc chốc ta. Lục khí thung thỉnh mời lại lâm trung giang trần gian lục chi thần thông nghe kia vì vòng lời phép màu
song nhan thâm kỳ diệu quang khai chiếu từ trung ma tích tăng cung giảng kim phụng hoàng thân vân thánh chúa tiên trung vương ca la tân gia âm từ bi minh chúng sinh cô ngạ kim đình lệ song nhan thâm kỳ diệu quang khai chiếu từ trung chuyển phan các quan ông về chuyển phan các quan tả văn hiu võ được ban đạo đàn lệnh chuyển văn võ lai hà dần dần phù nhau chim bay
di ra nước chảy hỏi thăm về cho tới màu a chúng con tìm vào đền thanh đông đông ta phù rêu in kính dân văn châu đầy nhị trên hàn đi Thank you.
trên đầu rồi không dỡ sắc trong hoa bước cầu bước bay là hà lưới đi gió thì bay chúng con dân lên nơi xinh tươi như hoa đẹp như tiên giang tinh dư dàng giang tiên yêu thương đôi môi hết cười là da trắng hồng làm đất đây chân gian cho nhiều năm ngoái năm xưa trong ngón phía sớm vung ba mươi cùng một ngày mười bốn dằm ba mươi cùng một hôm dằm mười tư tiếng kinh nghe tiếng mang tỏ tình
Thank you.
Chú nãy đỏ ơi, chú đi đâu mà để cô bơ tôi càng chờ, cô bơ càng đợi. Đêm canh khuya chừng nghe ba tiếng chuông kinh, mà chẳng thấy chú đâu, chân cô bước xuống thuyền. Khoan khoan phách phách rằng phách phách nhất, khoan khoan hò khoan phách nhị, cô đợi dịp để phách ba cầm trèo. Khoan hò khoan phách ba cô cầm trèo, khoan hò khoan xin cô mở lái xa. Khoan hò khoan trèo từ cô trèo từ, khoan hò khoan hàn thác trèo ba. Khoan hò là du khoan chắc chắn thanh do mát, khoan khoan hò khoan cô cầm vững mát trèo. Khoan khoan hò khoan trèo lên không trung, vũ trụ ngân hà dưới sông 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 bạc. Khoan khoan hò khoan nước ngọt bóng mây, khoan khoan hò khoan gió mát thoảng mưa. Khoan khoan hò khoan cá lươn từng từng đàn, khoan khoan hò khoan kia một mình cô một chiếc thuyền dòng dòng bạc. Em trời cô mẹ lại lúc sóng gió cầm ngầm trèo, cô bé phụ giáp bà trèo sang bên trình. Cú trèo quá công đồng đồng, trèo về phủ bóng tới nơi đền cũ, tới nơi đền lộ đền dân đền sở tiên linh xa từ đại lộ đức ông ơi. Nam trèo đua bóng trèo la sĩ cua quay mũi trèo nhớ ra rằng ngày hôm nay 12 tháng 6 đúng tiệc tu bố trèo về tam đảo tây thiên. Đền hạ là bến, là bến tôi xin cô dừng trèo, xin cô dừng trèo, xin cô bơ gác mái trèo. Cô bơ thoải đang múa hầu mẫu làm sao áo trắng khăn hồng mờ cô là cô bơ thoải ba bông thắt đã hàn tình tình tang tình a tang tình tình tang. Vua phong nghi ân vàng mẫu đương mừng lòng xa
dứt địa phút một thần trong rừng chim bao hạt châu, hạt châu rất thương ngày và sinh thượng tuần đỉnh, mười hai tháng sống ở trên trời, nổi đám mây nghe thủy cung, thủy cung nhạc nhạc tập tầm tành nghề. Thủy cung hội yên đêm ngày có lệnh bổng bổng gọi cùng về tháp Hàn Hàn. Đến từ Kinh Môn, Hải Dương.